đối thủ của em, một cái tên đã quá nổi tiếng ở làng võ Việt Nam, thì Hoa có cảm thấy hồi hộp không? Cả Hoa và Hương Trúc đều có chiến thắng bằng submission, thì có nghĩ rằng đây cũng là cái thế trận mà trận đấu sẽ diễn ra ngay từ đầu, khi mà cả hai đều hiểu là cái đấy là cái cách nhanh nhất để thắng trận đấu này. Hơi riêng của chúng ta là nếu được 200 triệu thì Hoa sẽ dùng số tiền này làm gì? Một hành trình để nói rằng ở giải đấu này thì bạn là một trong những đội trưởng có hành trình gần như là đầy đủ nhất khi mà bạn đã từng tham gia cả cúp 2021 lẫn tới trận chung kết của Lion Championship năm nay. Ban huấn luyện và các thầy các cô có đề ra một cái dự định tương lai nào Hoa đối với riêng em hôm nay không?